Ok, thì sẽ tóm tắt lại cho mọi người cả bốn cái chuẩn này nhá. Thì đầu tiên là 1NF này, là đầu tiên là đơn trị. Ok chưa? Và thuộc tính thì không suy ra được từ thuộc tính khác. Ok nhỉ? Đấy. Và 2NF thì là các cái thuộc tính phải phụ thuộc đầy đủ vào primary key. Ví dụ nó có hai primary key phải phụ thuộc đầy đủ vào cả hai, nếu không phải tách ra một bảng khác. Ok chưa? Đấy, còn thằng thứ ba là thuộc tính, đây thuộc tính thì phải suy ra được trực tiếp từ key, ok chưa, từ primary key ấy, chứ nó không suy ra được từ một thuộc tính khác. Thực ra mấy cái này nó cũng hơi ná ná nhau ấy. Đây này, mọi người thấy nhá, 1NF là thuộc tính không chứa được thuộc tính có thể tính toán được từ thuộc tính khác, đúng không? Đấy. Còn thằng ba này là cái kia là tính toán nhá, tí nữa sẽ nêu cho mọi người một cái ví dụ để tính toán. Còn cái thuộc tính này không phụ thuộc vào, tức là thuộc tính key, tức là tất cả các thuộc tính thì đều phải được suy ra từ key. Ok chưa? Chứ không được suy ra từ thuộc tính khác. Ok nhỉ? Đấy, còn thằng 4NF thì nó sẽ là thuộc tính key thì không phụ thuộc vào những cái thằng bình thường. Mọi người hiểu. Thì bốn thằng thực ra là đọc nó rất là dễ nhầm lẫn đấy. Đây. Còn cái chuẩn 1NF này này, em sẽ chỉ qua thêm cho mọi người một cái vấn đề của thằng 1NF nhé. Mà hiện tại bây giờ người ta không làm theo cái chuẩn này. Đấy, cụ thể là không làm theo thằng này. Mọi người còn nhớ là có một cái trường department không? À, có một bảng department. Và có một bảng ơ cao. Là ơ cao đấy thuộc department nào? Ok chưa? Và mọi người sẽ sẵn sàng cho thêm một trường nữa là gọi là tutor ơ cao ở trong cái bảng department. Mọi người nhớ không? Được. Đấy, ví dụ như cái kiểu thiết kế kiểu này này. Mọi người có bảng department, có ID. Department. Đấy, mọi người có ID này, có name và có một cái total account. Tức là gọi là tổng số account trong cái phòng ban này là bao nhiêu. Và đương nhiên mọi người có một cái trường account ở đây, có ID, có name, rồi có các thông tin khác và có một cái trường department ID ở đây, đúng không? Để biết xem nó là department nào. Mọi người thấy trường này dư thừa không? Trường này có thể suy ra được từ một cách tính toán khác. Ok chưa? Đây thì mọi người có phải nó vi phạm cái thằng đầu tiên không? Không chứa thuộc tính có giá trị có thể được tính toán từ các thuộc tính khác. Có đúng là nó được tính toán từ thuộc tính khác không? Đấy. Thì ngày xưa người ta quy định là kiểu như là không được dư thừa kiểu như này, bởi vì khi mà mọi người thêm một cái trường vào, mọi người sẽ phải update một cái trường này. Ok chưa? Đấy. Nhưng mà bây giờ nó lại nảy sinh ra một cái vấn đề là khi mà mọi người không thêm vào, mỗi lần query ra, mọi người sẽ phải select các thứ rất là nhiều và nó sẽ tốn tốn performance. Thế là bây giờ chuẩn thì chuẩn như vậy, nhưng mà thực tế người ta sẽ sẵn sàng người ta custom lại nó phù hợp với lại một cái hệ thống của mình. Ok chưa? Và cái thằng này người ta sẵn sàng người ta phá bỏ cái thuộc tính này. Ok nhỉ? Đấy, thì nếu mà đi phỏng vấn ấy mà mọi người nói được ra những cái vấn đề kiểu như này này, nó rất là ok. Đúng rồi, mình vẫn sử dụng tutor account để mình đảm bảo cái performance của mình. Đúng rồi, mình vẫn áp dụng 1NF nhưng mà mình chỉ áp dụng cái thằng đầu tiên thôi, chứ mình không áp dụng thằng thứ hai. Ok chưa? Bởi vì hiểu đơn giản là ngày xưa thì các cụ bảo thế, nhưng mà bây giờ thì mình phát hiện ra cái thấy nó không đúng rồi thì mình cũng không phải cố chấp, mình cứ áp dụng vào. Ok nhỉ? Đấy, mình vẫn giữ các cái giá trị khác nhá, bởi vì nó là đúng. Nhưng mà riêng cái thằng này nhá, nó là vấn đề. Ok chưa? Đấy, thì nó vừa gây vấn đề liên quan đến performance và hiện tại người ta sẵn sàng người ta thêm những cái này vào và người ta thực hiện trigger các thứ. Ok chưa? Rồi, thì đấy là cơ bản về cái gọi là chuẩn thiết kế database nhé. Bây giờ mọi người hiểu qua về cái thiết kế database đúng không? Rồi, thiết kế database sẽ phải tuân theo các cái chuẩn. Nhưng mà chuẩn này thực ra là cũng để đi phỏng vấn thôi. Chứ còn thực ra giờ mọi người học nhìn cái database quen ấy, mọi người cũng sẽ có một cái tư duy về thiết kế database rồi. Chứ không nhất thiết là cứ phải đọ từng trường đơn trị, đa trị gì cả. Ok chưa? Bây giờ mọi người nhìn thấy là cứ một nhiều hay là nhiều nhiều là đã bắt đầu tách bảng ra rồi đúng không? Nhiều nhiều chắc chắn là phải tách bảng. Đấy, nhưng mà một nhiều là nhiều khi mình tách bảng rồi. Đúng chưa? Hoặc là mình thiết kế kiểu gì đấy để cho nó hợp lý, đúng không? Chứ làm gì có chuyện mà mình thiết kế nó kiểu như là lưu data tùm lum, đúng không? Đấy. Ok, thì đấy là giới thiệu qua cho mọi người chuẩn nha. Thì cái này ở trên trường thì cũng học, nhưng mà chưa biết liên quan gì database cả. Nên là nhiều khi mọi người tiếp cận cái này nó hơi khó. Đấy. Và đi phỏng vấn bây giờ nhá, thậm chí là khoảng độ 5-6 năm, người ta vẫn hỏi những cái thiết kế database này. Xem là khi mà mọi người thiết kế cái database thì là mọi người cần phải để ý những cái vấn đề gì. Đấy, thì mọi người có thể tóm tắt lại cho người ta để người ta hiểu.
không cần đọc chính xác những cái mà một NF làm gì, hai NF làm gì nhé, mình chỉ cần nhớ đơn giản là thuộc tính phải phụ thuộc tất cả vào key, phụ thuộc đầy đủ vào key nhé. Đấy, có hai primary key thì phải phụ thuộc vào hai, cả hai primary key. Đấy, và tiếp theo thuộc tính không suy ra được từ thuộc tính khác, mà thuộc tính sẽ chỉ suy được ra từ primary key thôi. Tóm lại thằng primary key gần như kiểu nó là bố ở đấy luôn đấy, là tất cả mọi thứ sẽ phải làm việc qua primary key. Ok chưa? Đấy, thực ra cái nguyên tắc thiết kế database thì đơn giản thế thôi. Và đơn trị. Đấy, đơn trị. Nhớ đơn trị, đơn trị là cái thằng đầu tiên. Mỗi một trường, mỗi một giá trị nó chỉ chứa đơn trị thôi, chứ không có kiểu chứa dạng list. Trong database không có dạng list. Ok chưa? Đấy. Đấy, thực ra nói từ đầu đến cuối nó chỉ có đúng hai cái thằng đấy. Nhưng mà nếu mà mọi người chia ra một NF, hai NF các thứ thì nó khá là dài. Đấy, ok nhỉ? Đấy, và mọi người nhớ một thằng một NF nhé, nó sẽ có vấn đề kiểu như này. Đấy, và người ta có thể bỏ. Thuộc tính này thực ra là có thể suy ra được từ khác, nhưng mà do performance nên người ta vẫn làm gì. Ok chưa? Đó, thì ok, đấy là về phần gọi là chuẩn hóa database. Thì mọi người cố gắng học nhé, nó hơi nhiều lý thuyết nhưng mà cố gắng học. Đi phỏng vấn nhiều khi họ hỏi.